Vâng ạ, cảm ơn tiết mục vô cùng sôi động của đội Lego Quế Võ. Và tiếp theo đây sẽ đến một tiết mục vô cùng thú vị nữa đến từ các thầy cô Lego, từ các thầy cô Thaki Hà Nội. Đó chính là tiết mục hài kịch Bí Kiếp Lấy Vợ của các thầy cô Thaki Hà Nội ạ. Xin hãy cổ một tràng pháo tay thật lớn dành cho tiết mục này ạ. Con xin tặng lắm cô ạ.
nay nhân dịp kỷ niệm 30 tháng, à nhầm, 3 tháng chúng mình gặp nhau, anh có món quà tặng em. Bông hoa này cùng họ với em đẹp vô cùng. Có lại lại là họ của anh. Cảm ơn chúng ta tình cảm mặt lòng như cúc và mới lạ. Ôi, em ơi, còn hãy cà phê uống đi, cà phê ngon lắm. Tại sao? Tại sao? Khúc thì đẹp, lạc thì lại ngon, mà sao cô ấy không thích nhỉ? Con gửi lại các cô ạ. Ôi các cô ơi, con khổ quá các cô ơi. Tại sao cô ấy không ăn hết lạc mà nhìn vào mắt của con? Có phải vì trời ơi các cô ơi, bao nhiêu năm nay cũng các cụ nào thì cúc, nào thì lạc, năm nào cũng đầy đủ mà sao chỉ vì một cốc trà sữa các cụ lại con ế đến già thôi ạ? À? Đúng rồi, nó chọn. Đúng rồi. Mà mày giữ nó một mình, chắc gì nữa đi. Ôi giời ơi.
lại thì ông con mặn là sao mà ông đừng đúng là sao mà mặn là có nhiều cảm xúc vào mà cảm xúc dạt dào vào thăng hoa vào thăng hoa nếu mà lên chỗ nào đẹp ấy thì phải đến chỗ nào mà nó sang xịn mịn vàng rồi hiểu chưa con hiểu rồi à thằng này thế mà thông minh quá được đây thông minh quá là vậy là muốn có vợ thì đầu tiên mình phải có nhiều tiền tiếp theo là mình phải quan tâm ạ đúng rồi và mình phải cho tới thật nhiều cảm xúc ạ con đi làm ngay đây à? Những điều họ mong muốn và đáp ứng triệt để tất cả những mong muốn của họ ở mức độ cao nhất tột cùng.